Chiến thần hắc ám chương 291, Chủ tịch Nửa giờ sau, một chiến linh côn dài chạy đến dưới tòa nhà của tập đoàn cự phong. Lúc này đang là giờ vàng tan tầm nên có rất nhiều người đang vội vàng tan làm. Nhưng dù là thế thì bảo vệ của tập đoàn cự phong vẫn liếc mắt một cái đã thấy được mã bách điền xuống xe. Lập tức, trong mắt người kia hiện lên chút ý cười chế nhạo. Cái kẻ bị nhà họ mã đuổi ra như chó nhà có tang đã trở lại rồi kìa. Nếu lời này bị truyền ra thì chắc chắn sẽ khiến người khác sợ đến rớt mắt kính mất. Mã Bách Điền, người giàu nhất thành phố Minh Châu thế mà lại bị đối xử tệ bạc ở nhà họ Mã ở Giang Thành như vậy. Ngay cả bảo vệ cũng khinh thường anh ta. Audio Điện Tử Võ Tấn Bền Người giàu nhất thành phố Minh Châu thì sao nào? Nếu không phải trước khi đi ba đêm hết tài sản tích góp trong nhà cho anh ta thì anh ta lấy đâu ra tiền mà gây dựng sự nghiệp tài chính chứ? bảo vệ dùng vẻ mặt mỉa mai nhìn Mã Bách Điền. Mà Mã Bách Điền thì lại không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Giờ phút này, anh ta đang đi chậm chậm đi tới trước cửa xe phía sau cung kính mở cửa cho người ngồi trong đó. Một màn này khiến hai gã bảo vệ kia sợ đến ngây người. Mặc dù cả nhà họ Mã đều biết chuyện nhà Mã Bách Điền, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì tốt xấu gì Mã Bách Điền cũng là một người giàu có, sao lại lưu lạc đến nỗi thành người mở cửa xe cho người ta thế này rồi. Nhất thời, bọn họ hơi tò mò nhìn xung quanh, muốn xem xem người được mã bách điền đích thân đến mở cửa cho là ai. Cửa xe chậm rãi mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi có dáng người cao ngất, vẻ mặt lạnh lùng xuống xe. Người này mặc một bộ vest Armani hưu nhàn nhưng lại làm lộ ra địa vị cao quý của bản thân. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sự uy nghiêm sang trọng. Điều này khiến hai gã bảo vệ phải mở to mắt nhìn và thầm nghĩ, có vẻ người này là cậu chủ của một gia tộc lớn nào đó. Mà mã bách biển cùng một người trung niên hơi béo thì lại như người giữ cửa, cố ý bước chậm hơn người kia một bước, đi hai bên trái phải người ta. Mà người đàn ông trẻ tuổi này tất nhiên là huỳnh nhân. Ba người cùng đi vào tập đoàn cự phong. Đứng lại, làm gì đấy? Mặc dù không biết người đàn ông trẻ tuổi này là ai nhưng hai gã bảo vệ kia vẫn làm đầu tàu gương mẫu trận trước mặt huỳnh nhân. Huỳnh nhân dừng bước nhưng không nói gì, chỉ dùng vẻ mặt thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Ngay lập tức, Mã Bách Điền tức giận quát lớn. Ngay cả tôi mà cũng không nhận ra sao, vị này chính là khách quý tôi mời đến, còn không mau tránh ra. Hai gã bảo vệ cũng bày ra vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không đặt Mã Bách Điền vào mắt. Ngại quá, tập đoàn cự phong là tài sản của nhà họ Mã, không được cho phép thì không ai được vào. Mã Bách Điền giận dữ, đang định quát lớn thì lại bị Huỳnh Nhân ngăn lại. Anh cười nhạt với hai gã bảo vệ kia, từ bao giờ mà tập đoàn Cự Phong lại thành tài sản của nhà họ Mã rồi vậy? Từ trước đến nay tập đoàn Cự Phong vẫn luôn là tài sản của nhà họ Mã. Anh không phải là người Giang Thành sao? Hai gã bảo vệ kỳ quái nhìn Huỳnh Nhân, nếu là người Giang Thành thì không thể không biết sự thật này. Tôi đến từ Minh Châu, Huỳnh Nhân thản nhiên nói. Hai gã bảo vệ sửng sốt, sau lại lấy lại bình tĩnh rồi ánh mắt bỗng nhiên trở nên khinh thường. Tôi còn cảm thấy kỳ lại, cả Giang Thành này có cậu chủ nào là không biết tập đoàn cự phong là của nhà họ mã đâu. Hóa ra là thằng nhà quê đến từ Minh Châu. Thật có lỗi, tập đoàn cự phong chúng tôi từ trước đến nay đều áp dụng hệ thống phân biệt khuôn mặt để tiến vào. Nếu không phải người của tập đoàn cự phong thì đều không được đi vào. Gã bảo vệ kia vô cùng đắc ý giới thiệu, Huỳnh Nhân lại nhanh chóng đi qua đó, đứng thẳng trước một dụng cụ tinh vi. Là cái máy này sao? Dụng cụ này có máy quét hình, bắn ra một dây hồng ngoại. Vẻ mặt hai tên bảo vệ đột nhiên thay đổi. Đồ nhà quê, mau dừng lại. Nhưng còn chưa dứt lời, ánh mắt bọn họ đã trợn trừng lên. Huỳnh nhân đứng dưới máy quét hình, sau khi để tia hồng ngoại quét toàn bộ khuôn mặt, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một tấm hình so sánh đối chiếu với huỳnh nhân, phía dưới còn viết một hàng chữ màu hồng khiến tất cả mọi người đều lo sợ. Phân biệt thân phận, chủ tịch, thông qua. Cái gì, nhìn thấy thân phận của huỳnh nhân được xét duyệt thông qua, hai gã bảo vệ ngạc nhiên đến nỗi cảm rớt xuống đất, vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải thuốc nổ. nhất là hai chữ chủ tịch to tướng kia, nó khắc sâu vào tâm hồn bọn họ. hai gã bảo vệ lại rời ánh mắt về phía huỳnh nhân, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi. anh, anh là chủ tịch. huỳnh nhân không nói gì, chỉ lạnh lùng nước mắt nhìn hai người bọn họ một cái. không thể nào, điều này sao có thể? Trong mắt một gã bảo vệ đã xuất hiện sự không thể tưởng tượng nổi. Gã trừng lớn mắt lom lom nhìn huỳnh nhân. "Tôi không tin, chủ tịch của tập đoàn phải là ngài Mã Khả Phong mới đúng chứ. Sao lại có thêm chủ tịch thứ hai ở đâu ra thế này? Máy móc sai rồi, chắc chắn là do máy sai." Gã bảo vệ còn lại cũng lẩm bẩm, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội gã. Đúng lúc này, có một người trung niên mặc vest chỉnh tề đi từ trong tập đoàn ra trên thẻ nhân viên của người này viết năm chữ rất to người phụ trách chi nhánh lý tổng giám đốc lý nhìn thấy người tới trong lòng hai gã bảo vệ run bần bật thế mà ngay cả người phụ trách chi nhánh cũng bị quấy dày rồi tổng giám đốc giang lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một cái rồi không thèm để ý nữa mà là ba bước biến thành hai chạy tới trước mặt huỳnh nhân anh huỳnh tôi là lý hoa là tổng giám đốc kiêm người phụ trách chi nhánh tập đoàn cự phong ở minh châu tôi đã biết được mọi chuyện từ anh thầm rồi. Nói xong, người này dùng sức khom lưng cúi đầu một cái. Ừ, Huỳnh Nhân thản nhiên lên tiếng, cũng không lại nhìn hai gã bảo vệ kia nữa mà nhanh chóng đi vào trong. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân theo sát anh, Giang Hoa vẫn luôn cúi đầu chờ ba người Huỳnh Nhân đi vào thang máy xong mới dám đứng thẳng dậy. Ông ta quay đầu lại nhìn thẳng vào hai gã bảo vệ kia. Phịch phịch, hai gã ngồi bệt ngay xuống đất, sợ đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tổng giám đốc Lý, chúng tôi không cố ý đâu. Viết thư từ trước rồi đi phòng tài vụ nhận lương đi. Lý Hoa mạnh mẽ ném lại một câu rồi cũng xoay người đi vào công ty. Thang máy đi lên từng tầng một, Mã Bách Điền cũng nhân cơ hội này giải thích qua tình huống cho Huỳnh Nhân biết. Tập đoàn cự phong này là do quản gia của nhà họ thẩm sáng lập nên từ lúc còn trẻ. Tập đoàn này đã từng đi đầu trong thời đại Internet trong nước sau khi làm quản gia cho thẩm bán sơn, bọn họ đã cùng nhau thành lập chi nhánh mới, trụ sở chính vẫn luôn do nhà họ mã quản lý dùm. Mã Khả Phong chỉ là tổng giám đốc của trụ sở chính tập đoàn cự phong chứ không phải chủ tịch. Chỉ là vì chủ tịch đang định cư ở Minh Châu mãi không về nên anh ta mới dám làm tu hú chiếm tổ. Thì ra là thế. Huỳnh Nhân nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Chú Dương vốn là ẩn nấp ở nhà họ thẩm, vừa tìm cách đạt được niềm tin của thẩm bán sơn vừa xây dựng tập đoàn cự phong chỉ vì lý do địa lý khó quản lý được trụ sở nên lúc này mới để nhà họ mã tìm được cơ hội. Bây giờ nhà họ thẩm đã đem tất cả mọi thứ cho Huỳnh Nhân, nên tất nhiên anh cũng giữ luôn vị trí chủ tịch. Nhà họ mã muốn cướp đồ của Huỳnh Nhân sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mã khả phong đâu rồi? Huỳnh Nhân hỏi. Sắp tới rồi ạ. À? Thang máy kêu len ken một tiếng rồi dừng lại. Dưới sự dẫn đường của mã Bách Điền, Huỳnh Nhân đi về phía văn phòng còn chưa gõ mà cửa phòng đã tự mở. Một thư ký xinh đẹp mỉm cười nói. Chủ tịch chờ ba vị đã lâu. Ánh mắt của ba người huỳnh nhân lập tức đông lại, cũng không phải vì Mã Khả Phong biết trước được bọn họ đã đến. Vì vừa rồi tin tức từ huỳnh nhân vừa mới được xác nhận, e rằng đã chuyển đến tai Mã Khả Phong rồi. Điều khiến bọn họ không vừa lòng chính là chủ tịch tập đoàn Cự Phong chỉ có một người, đó phải là Huỳnh Nhân. Mã Khả Phong tự xưng là chủ tịch quả thật là không đặt Huỳnh Nhân vào mắt ánh mắt mã bách điền trở nên rét lạnh, đang muốn nói gì đó thì lại bị huỳnh nhân ngăn lại. Để xem anh ta có tư cách gì mà nói chuyện đã. Mã khả phong dám làm tu hú chiếm tổ thì chắc chắn phải có gì đó khiến gan anh ta to lên như vậy. Lúc này mã bách điền mới kiềm chế cảm xúc rồi đi vào cùng huỳnh nhân. Bọn họ nhanh chóng thấy một người đàn ông trẻ tuổi chừng trên dưới 30 đang tựa lưng lên ghế, chân gác lên bàn, thần thái vô cùng kiêu ngạo. Đây là chủ tịch hờ của tập đoàn Cự Phong, Mã Khả Phong. Vẻ mặt anh ta hơi suy tư nhìn Mã Bách Điền. Mã Bách Điền, mày cũng thật là, lần này thấy mày về Giang Thành, tao còn tưởng mày đã nghĩ thông rồi nên muốn trở về gia tộc. Ai ngờ mày lại muốn tới ép vua thoái vị, sao nào, đây là chỗ dựa vững chắc mày mời đến đấy à? Nói xong, ánh mắt anh ta lại dừng trên người huỳnh nhân, sự khinh thường không chút che giấu. Chương 292, tu hú chiếm tổ tôn trọng anh huỳnh một chút mã bách điền trầm mặt xuống quát to huỳnh nhân khoát tay ngăn anh ta lại rồi híp mắt đánh giá người trước mặt anh là mã khả phong sao mã khả phong không ngần ngại để huỳnh nhân đánh giá không sai tôi cũng biết anh đấy anh là huỳnh nhân ồ huỳnh nhân nghe vậy thì sự ngạc nhiên trong mắt lại càng sâu không ngờ rằng người này cũng đã từng nghe đến mình trên mặt mã khả phong treo lên một nụ cười nhạt suy tư Mặc dù tôi không tham dự lễ kết hôn của nhà họ Văn, nhưng sự tích của anh đã ồn ào ẩm ý khắp nơi rồi. Mặc dù việc nhà họ Văn bị diệt không phải do anh tạo thành nhưng chắc chắn là có liên quan đến anh. Huỳnh Nhân im lặng không nói gì. Giang Thành và Minh Châu vốn là hai tòa thành gần sát nhau. Chuyện xảy ra giữa hai nơi này chỉ cần có tâm đi điều tra là sẽ có manh mối. Nhưng câu tiếp theo của Mã Khả Phong lại khiến Huỳnh Nhân ngạc nhiên hơn. Tôi đã điều tra anh rồi chỗ dựa của anh chính là cô vợ kia, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn lệ tinh, Liễu Phi Tuyết. Nếu bỏ cái núi dựa này đi thì anh chỉ là một thằng rể không quyền không thế mà thôi, đúng không? Mã Khả Phong tự nhận là mình đã cào trúng chỗ đau của Huỳnh Nhân nên nụ cười suy tư trên mặt lại càng rực rỡ hơn. Anh ta cũng không quên châm chọc khiêu trích Mã Bách Điền một trận. Mã Bách Điền, mày rời nhà nhiều năm vậy rồi, còn tưởng sẽ có tiến bộ, ai ngờ vẫn như trước đây thật đúng là luôn mang lại niềm vui cho tao mà. Dứt lời, anh ta mạnh mẽ chỉ một ngón tay vào Huỳnh Nhân, giọng điệu cao vút lên mấy độ. Mày nhìn kẻ mày tìm tới mà xem, thân phận còn chẳng bằng mày. Mày còn muốn trông cậy vào anh ta để đuổi tao xuống đài à? Về nhà mà nằm mơ đi. Giờ khắc này trên mặt mã khả phong đang tràn ngập cuồng ngạo và châm biếm nhìn tất cả mọi người. Huỳnh Nhân lại ngạc nhiên một trận, mã bách điền và thiên Việt bân phía sau anh cũng không kịp phản ứng, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời thật lâu sau huỳnh nhân mới thu biểu cảm ngạc nhiên lại rồi cười nhạt vốn dĩ tôi còn tưởng anh khác những người khác nhưng bây giờ thấy thì có vẻ anh cũng chẳng có gì đặc biệt từ khi quay về minh châu huỳnh nhân đã làm rất nhiều việc mỗi việc đều nhìn thì có vẻ ngoài ý muốn nhưng thật ra đều có lý do vốn dĩ anh còn tưởng mã khả phong này có thể chú ý đến một ít chi tiết nhỏ đó ai ngờ là do anh nghĩ nhiều rồi Mã Khả Phong cũng tỉnh lại từ trong hưng phấn, kỳ quái liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân một cái. Anh có ý gì? Huỳnh Nhân ngồi xuống trước mặt anh ta, thuận miệng nói. Tôi có nói muốn đuổi anh xuống đài sao? Từ đầu đến cuối đều là do anh tự quyết định đấy chứ. Mã Khả Phong nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, từ sau khi tiến vào đến giờ, Huỳnh Nhân mới chỉ hỏi anh ta một câu có phải Mã Khả Phong hay không thôi, còn lại chưa hề nói đến việc khác tất cả đều là do anh ta tự nghĩ rồi tự nói ra. Nhưng Mã Bách Điền và Huỳnh Nhân đi vào chỗ này ngoại trừ việc muốn đuổi anh ta xuống đài ra thì không có lý do nào khác nữa. Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng, ánh mắt bỗng trở nên khinh thường. Ngay từ đầu anh cũng mới chỉ là tổng giám đốc trụ sở chính của tập đoàn Cự Phong mà thôi, đâu phải chủ tịch đâu, sao tôi phải đuổi anh xuống chứ? Mã Khả Phong nghe ra ý trong lời của Huỳnh Nhân, anh ta lập tức giận tím mặt, hét lớn một tiếng anh muốn chết à? Kẻ muốn chết là anh. Huỳnh Nhân lạnh lùng nhìn anh ta, giọng điệu vẫn rất bình thản. Chỉ là tổng giám đốc trụ sở chính thôi mà lại muốn tu hú chiếm tổ, ai cho anh lá gan làm như vậy thế? Huỳnh Nhân nhận lấy tập tài liệu Thiên Việt Bân đưa qua rồi đập xuống trước mặt Mã Khả Phong. Anh dùng sức lớn đến nỗi ngay cả chén trà trên bàn cũng lách cách rơi xuống đất bể nát. Hợp đồng chuyển nhượng của Chủ tịch Chi nhánh Minh Châu đã được ký kết, trên đó ghi rõ tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Cự Phong. Một nhà họ mã nho nhỏ mà cũng dám mơ tưởng đến đồ trong tay tôi à. Lời của Huỳnh Nhân lạnh lùng và sắc bén vô cùng, chất vấn liên tiếp khiến não mã khả phong trống rỗng, ngay cả màng tai cũng bị trấn đến ong ong. Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân đứng phía sau liếc mắt nhìn nhau một cái. Cả hai đều nhìn ra sự hồi hộp trong mắt đối phương. Dù là bọn họ thì cũng vẫn sợ sát khí trên người Huỳnh Nhân. Mã Khả Phong cầm tập tài liệu lên, quả nhiên nhìn thấy chữ ký của Thẩm Thanh Vân, viết rằng tặng vị trí chủ tịch cho Huỳnh Nhân. Trước kia lúc Thẩm Bán Sơn vẫn còn là chủ tịch, nhà họ Mã dựa vào sức ảnh hưởng ở Giang Thành để khiến nhà họ Thẩm sợ hãi, nắm chặt trụ sở chính tập đoàn Cự Phong trong tay. Bây giờ chủ tịch đã biến thành Huỳnh Nhân, mà ý thức lãnh địa của Huỳnh Nhân lại rất mạnh, sao có thể để người khác chạm vào đồ của anh được. Nhưng trong mắt Mã Khả Phong vẫn hiện lên vẻ không cam lòng nếu tôi không đồng ý thì sao vậy kết cục của nhà họ văn chính là kết cục của nhà họ mã nhà anh ha 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 nghe xong lời này mã khả phong khinh thường cười to ra tiếng dựa vào một kẻ bám váy đàn bà như anh ấy à bỗng nhiên mã khả phong như nhớ ra chuyện gì đó bèn cười quái dị anh sẽ không phải vì bị chửi là kẻ chỉ biết ăn cơm mềm nên bất bình trong lòng chứ cho nên muốn cấp bách trở thành chủ tịch của một tập đoàn để đánh tan sự nghi ngờ của người ngoài sao?" Huỳnh Nhân cạn lời, ngay cả giải thích cũng lười. "Vậy được rồi, nể mặt anh làm con rể còn vất vả như vậy, tôi sẽ cho anh một cơ hội cạnh tranh công bằng với tôi." Mã Khả Phong từ trên cao nhìn xuống Huỳnh Nhân rồi nói vẻ giọng điệu thản nhiên, cứ như kiểu cơ hội này là sự bố thí lớn lao của anh ta vậy. "Ông chủ, đừng nhiều lời vô nghĩa với anh ta nữa, để tôi giúp ngài giải quyết." Thiên Việt Bân phía sau nói với vẻ mặt u ám. Huỳnh Nhân khoát tay chặn anh ta lại. Anh chắc chứ? Đúng vậy, chúng ta sẽ chơi một trò chơi tên là trốn tìm. Mã Khả Phong treo nụ cười giữ tợn trên mặt. Đám vô dụng nhà họ thẩm đưa vị trí chủ tịch cho anh không có nghĩa anh sẽ là chủ tịch chân chính. Mặc dù anh có giấy tờ chuyển nhượng nhưng không có phiếu bầu của cổ đông trong tập đoàn thì anh vẫn không thể ngồi vào vị trí này đâu. Huỳnh Nhân không nói gì, nghe Mã Khả Phong tiếp tục nói. Tôi cũng vậy, nếu không có phiếu bầu của cổ đông thì sẽ không thể ngồi vào vị trí này. Thế nên mới có trò chơi, trốn tìm, này. Cổ đông lớn nhỏ trong tập đoàn tổng cộng có 12 vị. Hai bên sẽ có 12 ngày để thuyết phục các vị cổ đông ủng hộ mình. Sau 12 ngày, ai nhận được nhiều phiếu bầu nhất thì người đó sẽ là chủ tịch mới, sao nào? Huỳnh Nhân còn chưa nói gì mà Mã Bách Điền đã lập tức phản đối. Không được, chuyện này không công bằng với chúng tôi trong tập đoàn Cự Phong toàn là người của anh, anh sẽ nhận được sự ủng hộ của bọn họ một cách dễ dàng. Đương nhiên không phải. Ngoài dự đoán của mọi người, Mã Khả Phong lắc đầu. Tập đoàn Cự Phong được thành lập bởi một vị mà thậm chí tôi còn không biết tên. Tôi cũng không biết thành viên ban đầu của hội cổ đông là ai. Vì thế đây là một trò chơi công bằng cho cả hai bên. Mã Bách Điền vẫn không tin, đang định khuyên Huỳnh Nhân đừng nhận lời thì Huỳnh Nhân lại mỉm cười. Đương nhiên có thể. Mã Khả Phong hơi sướng sờ, không ngờ Huỳnh Nhân sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng cười lạnh. Đánh cược bằng một vị trí chủ tịch của tập đoàn Cự Phong thì nhỏ quá, anh muốn tăng tiền cược không? Tăng thêm cái gì? Huỳnh Nhân hơi hơi nheo mắt lại, vẻ mặt thong dong. Nụ cười trên mặt Mã Khả Phong trở nên dữ tợn. Nếu anh thua thì tôi muốn tập đoàn lệ tinh của vợ anh. Không thành vấn đề. Mã Khả Phong lập tức sướng sờ một chút, nhưng trên mặt huỳnh nhân lại đang nở một nụ cười trêu tức khiến anh ta hơi an lòng huỳnh nhân vươn một ngón tay ra chỉ vào chân mã khả phong nếu anh thua thì tôi muốn một chân của anh lòng mã khả phong lập tức run lên có cảm giác như bị dã thú ngắm chúng vậy nhưng anh ta lấy lại tinh thần rất nhanh sau đó đồng ý được vì tránh cho chúng ta gian dối tôi sẽ mời người bạn tốt nhất của người thành lập tập đoàn cự phong lúc còn trẻ đến để làm chứng vừa dứt lời một ông lão tóc trắng xóa bước vào, tay chống gậy, vô cùng có khí chất. Ông lão khe gật đầu với mọi người. Vậy, một lời đã định. Huỳnh Nhân và Mã Khả Phong cùng đứng lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương. chương 293, quá khứ của người giàu nhất. Mã Khả Phong đích thân tiến ba người Huỳnh Nhân xuống tầng, nhìn bọn họ rời đi, khóe miệng lạnh lùng cong lên, quay người trở về phòng làm việc. Anh ta ngồi vào ghế chủ tịch, nở nụ cười trầm thấp, ha ha, ngu ngốc, thật quá ngu ngốc. Tiếng cười trầm thấp dần dần chuyển thanh lớn dần, mã khả phong thực sự cười ra nước mắt. Ông lão tóc trắng im lặng đứng nhìn, mỉm cười nói. Mã thiếu, có chuyện gì vui vậy? Ông Hàn, với tư cách là khách vip của thương hội Hồng ưng, ông không nhìn ra bí mật trong đó sao? Mã khả phong cười đủ rồi, sau đó nhìn sang ông lão tóc trắng gọi một tiếng là ông Hàn nếu mã bách điền và thiên việt bân biết được thân phận thật của ông lão bọn họ sẽ rất ngạc nhiên bởi vì danh tính của ông ta còn cao quý hơn so với các thành viên cao cấp khác bọn họ một mình đến một mình đi không thuộc bất kỳ thương hội nào họ chỉ có tên trong phòng thương hội hồng ưng và có thể hưởng tất cả quyền lợi của thành viên số lượng quan chức khách cũng vô cùng hiếm hoi nếu không phải sau lưng có thế lực to lớn thương hội hoàn toàn không thể trao tặng thân phận khách vip được ông hàn trò chơi này nhìn thì có vẻ công bằng, nhưng đối với tôi mà nói, vẫn có cách để giành chiến thắng. Trên mặt mã khả phong nở một nụ cười gian xảo. Tuy rằng tôi không biết các vị cổ đông đồng sáng lập tập đoàn nhưng ông nội tôi biết bọn họ rất rõ, thông qua lời giới thiệu của ông nội, tôi sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ bọn họ, tên huỳnh nhân đó, anh ta sẽ không nhận được một phiếu bầu nào cả. Nghĩ đến cảnh 12 ngày sau tập đoàn lệ tinh sẽ nằm trong tay mình, trên mặt mã khả phong lộ ra vẻ vô cùng phấn khởi ông Hàn cũng khẽ cười. Mã thiếu, có tự tin như vậy là rất tốt, nhưng đừng nên khinh thường bất kỳ ai, đây là lời khuyên tôi dành cho cậu. Tôi biết rồi, ông Hàn. Ngoài miệng Mã Khả Phong nói như vậy nhưng trong lòng không hề nghĩ như vậy. Một tên con rể dựa hơi vợ thì có thể tạo nên sóng gió gì? Huỳnh Nhân quay trở lại ngồi vào trong xe, Thiên Việt Bân cùng Mã Bách Điền cũng theo lên xe tuy nhiên hai người ngồi phía sau đều mang vẻ mặt lo lắng ánh mắt vô cùng bối rối ông chủ sao anh lại đáp ứng trò chơi của anh ta chứ trực tiếp bắt luôn không phải là tốt hơn sao mã bách điền cũng lên tiếng nói đúng đấy ông chủ anh ta đưa ra cái trò chơi này chắc chắn là vì có lợi cho mình không biết chừng sẽ ra tay huỳnh nhân đương nhiên hiểu suy nghĩ của mã bách điền và thiên việt bân nhanh anh chỉ cười nhẹ tôi hiểu lời hai người muốn nói gì vậy thì tại sao anh cả thiên việt bân và mã bách điền đều ngơ ngác huỳnh nhân không trả lời chỉ nhìn lên bầu trời đen kịt mà cười đầy ẩn ý mã bách điền chắc là ông rất hận tên mã khả phong đó lắm đúng không ngoặc kép ngoặc kép anh vừa nói xong mã bách điền nhất thời sửng sốt ánh mắt thiên việt bân nhìn anh ta cũng trở nên kỳ lạ im lặng không lên tiếng sắc mặt mã bách điền ngay lập tức thay đổi trở nên vô cùng u ám nhìn xuyên qua gương chiếu hậu ông ta có thể nhìn thấy được ánh mắt sâu thẳm của Huỳnh Nhân đang nhìn thẳng vào mình. Sau một hồi yên lặng, Mã Bách Điền nặng nề gật đầu. Hận, tôi có thể cho ông cơ hội để báo thù nhà họ Mã, nhưng trước mắt tôi cần biết đã xảy chuyện gì. Huỳnh Nhân nhẹ giọng nói. Mã Bách Điền lâm vào trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia dãy giụa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình thản của Huỳnh Nhân, cuối cùng thở dài một hơi. Anh ta hiểu, chuyện đã đến nước này rồi, không thể giấu giếm được nữa anh huỳnh trước tiên cho tôi được cảm ơn anh mã bách điền nhìn huỳnh nhân với ánh mắt phức tạp anh là một ông chủ quan tâm đến cấp dưới nhất mà tôi từng gặp vốn dĩ ông ta không hiểu tại sao huỳnh nhân lại đồng ý đánh ván bạc này với mã khả phong ra chính là vì mình quả nhiên huỳnh nhân có thể trực tiếp ép anh ta nhường vị trí nhưng nếu làm như vật mã khả phong chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn cự phong nhưng huỳnh nhân lại đồng ý hùa theo một khi thắng cực có thể khiến Mã Khả Phong phải trả giá bằng máu, đây không phải là muốn trả thù cho Mã Bách Điền sao. Đôi mắt của Huỳnh Nhân không hề dao động, cũng chẳng nói lời nào, coi như chấp nhận lời cảm ơn của Mã Bách Điền. Mã Bách Điền nhìn quang cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ, thở dài. Chuyện quá khứ của tôi rất phức tạp, vậy nên tôi sẽ nói ngắn gọn lại. Nói một cách đơn giản, tôi coi nhà họ Mã như gia đình mình, nhưng nhà họ Mã thì không coi tôi là người nhà ý của ông là gì huỳnh nhân khẽ nhíu mày anh huỳnh tôi nghĩ anh nhất định hiểu biết sâu rộng một khi bước vào cửa một gia đình giàu có thì lòng sâu như biển từ đó tình cảm gia đình còn không bằng người dưng ánh mắt mã bách điền trở nên phức tạp phương pháp dạy dỗ gia đình của ông lão nhà họ mã có phần khác biệt so với các gia đình khác từ khi còn nhỏ đã khuyến khích chúng tôi phải cạnh tranh với nhau việc cạnh tranh lẫn nhau này khiến bản thân sẽ phải tự mình chiến đấu để giành lấy mọi thứ nếu anh tụt lại phía sau thì sẽ bị loại bỏ. Việc này, ảnh hưởng đến cơm ăn áo mặc, nơi nào cũng có. Buổi tối ăn cơm, đứa trẻ nào chạy chậm thì không được ăn cơm, nếu ai bị ức hiếp, ba mẹ không hề của trách người đánh mà còn khen ngợi, đồng thời quay lại mắng chửi người bị đánh rằng chúng quá yếu đuối. Cuộc sống của đám trẻ đã như vậy thì tình trạng này với người lớn lại càng mạnh mẽ hơn, tất cả mọi người đều cố gắng loại bỏ nhau để có được phần tài nguyên có hạn của gia tộc cả nhà họ mã chẳng hề có thân tình anh em trong nhà chém giết lẫn nhau còn là chuyện bình thường hơn trước đây tôi là người yếu đuối nhất trong gia tộc cũng là người bị bắt nạt thê thảm nhất sau khi nghe mã bách điền kể lại vẻ mặt huỳnh nhân cùng thiên việt bân đều mang nét đượm buồn thì ra mã bách điền người giàu nhất minh châu lại có một quá khứ như vậy trong đầu huỳnh nhân bỗng dưng xuất hiện một câu bạn mạnh chính là một loại ngông cuồng bạn yếu chính là một loại tội lỗi sau đó thì sao? Thiên Việt Bân hỏi. Mã Bách Điền cười tự diễu, nói. Những người yếu đuối sẽ không có quyền được chọn cuộc sống của mình. Cuộc sống của tôi đã bị gia tộc đem ra trao đổi với bên ngoài, khiến cho tôi đi ở rể ngay khi vừa ra khỏi gia tộc. Lúc đó, tôi đã có người mình yêu, nên đó cũng là lần đầu tiên phản kháng lại quyết định của gia tộc, bí mật cùng cô ấy rời khỏi Giang Thành, nhưng nửa đường bị người nhà họ mã đuổi giết. Sau đó thì sao? Huỳnh Nhân trầm giọng hỏi, giọng nói mang theo một tia sát ý đây là lần đầu tiên anh có sát ý với một gia tộc mà mình chẳng hề quen biết vẻ mặt mã bách điền bình tĩnh một mình tôi làm sao có thể đấu lại được cả nhà họ mã rất nhanh đã bị họ đổi kịp không chỉ tôi mà cả người vợ đang mang thai của mình cũng đều bị thương may là đứa nhỏ trong bụng không bị ảnh hưởng gì tôi liều chết cứu vợ mình chạy trốn đến minh châu vợ tôi đã chết khi sinh ra đứa con của chúng tôi kể từ đó tôi đã thể nhất định sẽ báo thù nhà họ mã. Giọng anh ta bình tĩnh nhưng Huỳnh Nhân lại có thể cảm nhận được nỗi uất hận vô cùng lớn của ông ta. Gia tộc này quả là bệnh hoạn, không chỉ kiểm soát cuộc sống của ông ta, còn có mối thù giết vợ, chẳng trách đối với nhà họ mã, nơi ông ta sinh ra và lớn lên lại có thể khiến cho mã bách biển hận đến tận xương tủy. Khi con gái tôi được 3 tuổi, nhà họ mã lại tìm thấy tôi, trong lúc bỏ trốn, tôi đã lạc mất con gái, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy đứa con thất lạc của mình lúc đó sự nghiệp của tôi mới thăng tiến được thương hội hồng ưng coi trọng nhưng đây không phải là điều tôi muốn mong muốn lớn nhất của tôi chỉ là tìm lại được con bé nói đến đây hốc mắt mã bách điền đỏ hoe giọng nói như nghẹn lại thiên việt bân không nói gì chỉ dùng sức vỗ vai an ủi mã bách điền huỳnh nhân đột nhiên hỏi ông có ảnh chụp con gái mình không với năng lực của anh không khó để tìm được người. Có. Mã Bách Điền đem ra một bức ảnh nhau nhĩ. Đây là con gái của tôi. Huỳnh Nhân vừa nhìn một cái đã cảm thấy cô bé trong ảnh nhìn rất quen mắt. Sau khi suy nghĩ kỹ, đột nhiên anh thốt ra một cái tên. Từ Huệ, chương 294, gì của Phi Tuyết đến. Ngay khi Huỳnh Nhân thốt ra cái tên đó, sắc mặt Mã Bách Điền thay đổi, nắm chặt lấy cánh tay của Huỳnh Nhân, giọng nói khàn khàn, đầy xúc động anh huỳnh anh biết con gái tôi sao huỳnh nhân không trả lời chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh mã bách điền và thiên việt bân không dám chen vào họ chỉ lo lắng nhìn về phía huỳnh nhân sau khi anh nhìn một lúc lâu đột nhiên lên tiếng hỏi con gái ông tên là gì hồ huệ mã bách điền không hề trần trừ nói ra tên của con gái mình huỳnh nhân suy nghĩ một lát vậy thì cô ấy có biết tên của mình không mã bách điền lắc đầu Tôi cũng không rõ, lúc mất tích con bé mới 3 tuổi. Vậy cô ấy hồi nhỏ có được gọi theo biệt danh gì không? Nếu là biệt danh thì khi còn nhỏ tôi thường gọi con bé là Tiểu Huệ, con bé chắc chắn sẽ biết mình tên Tiểu Huệ. xa là vậy. Huỳnh Nhân khẽ thở dài, ánh mắt luôn hướng về hình bóng cô bé trong bức ảnh. Trên đời này chẳng có hai bông hoa nào giống nhau cả. Bé gái trong ảnh tuy còn nhỏ nhưng nhìn hình dáng khuôn mặt thì rõ ràng giống hệt Tiểu Huệ. Còn người mã bách điền co rút lại, yết hầu khẽ chuyển động, lên tiếng hỏi. Cô ấy là ai? Cô ấy là con gái nuôi của quản gia nhà họ Liễu. Huỳnh Nhân trầm giọng nói. Trước đây tôi đã từng đến nhà họ, cho nên tôi khá ấn tượng với dáng vẻ lúc nhỏ của cô ấy. Anh mở điện thoại ra, tình ảnh chụp của Từ Huệ, đưa sang tay Mã Bách Điền. Mã Bách Điền vừa nhìn thấy đã sững sờ, hai mắt chợt đỏ lên, lẩm bẩm một mình. Giống giống quá thật sự giống nhau như đúc sau khi đưa trả lại điện thoại cho huỳnh nhân mã bách điền hỏi bây giờ con bé được gọi là gì tên là từ huệ ít hầu mã bách điền khẽ chuyển tôi có thể gặp mặt con bé một lần không gặp cô ấy một lần không khó nhưng để đoàn tụ lại với nhau thì không được thích hợp lời nói của huỳnh nhân hoàn toàn cắt đứt đi tia hy vọng vất vả lắm mã bách điền mới có được này ánh mắt anh ta ngây ra nhìn chằm chằm huỳnh nhân Tuy nhiên, ánh mắt của Huỳnh Nhân không thay đổi, thậm chí còn trở nên nghiêm khắc hơn. Cô ấy từ nhỏ đã cùng bác quét nương tựa vào nhau mà sống, không biết bố ruột của mình là ai. Bây giờ cô ấy đã quen với cuộc sống hiện tại của mình, đột nhiên ông xuất hiện, chen vào cuộc sống hạnh phúc của cô ấy, chắc chắn sẽ khiến cho cô ấy bị tổn thương, có thể khiến cô ấy thêm oán giận ông. Mã Bách Điền cảm thấy lời của Huỳnh Nhân nói rất có lý, chỉ là không kìm được ánh mắt vẫn lộ ra vẻ tuyệt vọng đã biết đứa con gái mình thất lạc là ai, lại không thể cùng con gái đoàn tụ, chuyện này cũng quá tàn nhẫn đối với một người bố. Cơ hội sẽ đến, không cần vội. Ánh mắt Huỳnh Nhân dịu đi, nói. Không phải là bố con hai người không được nhận nhau, mà là để hai người làm quen với nhau trước, để đến khi ông nói ra thân phận của mình cô ấy sẽ không cảm thấy quá kích động. Mã Bách Biển lau nước mắt đi, khẽ gật đầu với Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh, ơn huệ này tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào, chỉ có sinh mệnh rẻ mạt này, sẽ vì anh mà lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không từ. Huỳnh Nhân có thể cảm nhận được sự chân thành của Mã Bách Điền, giúp anh ta tìm được con gái đã thất lạc nhiều năm, ân tình này anh ta sẽ dùng cả đời để báo đáp. Nhưng anh lại lắc đầu. Ông làm việc cho tôi, đương nhiên tôi sẽ không đối xử tệ với ông. Đồng thời nhìn về phía Thiên Việt Bân. Anh cũng vậy. Anh Huỳnh. Trong lòng Thiên Việt Bân vô cùng cảm động, còn nói không có chuyện gì vui hơn khi tìm được một ông chủ tốt. Trong lúc này, Mã Bách Điền đã hoàn thành được tâm nguyện, sức chú ý của ông lại quay về ván bài với Mã Khả Phong. Vậy thì khoảng thời gian này anh Huỳnh sẽ phải ở lại Giang Thành. Ánh mắt Mã Bách Điền dần trở nên sắc bén, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, ngày mai tôi sẽ thay anh Huỳnh đi gặp những cô đông sáng lập của tập đoàn Cự Phong. Huỳnh nhân cười nhạt, không cần, chúng ta quay về Minh Châu. Hả, anh vừa nói xong, cả Thiên Việt Bân và Mã Bách Điền đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Huỳnh Nhân. Không ở lại Giang Thành thì ván cược với Mã Khả Phong phải làm thế nào? 12 ngày nữa, chúng ta sẽ quay lại Giang Thành. Huỳnh Nhân cười nhẹ. Tôi đảm bảo 100% sẽ thắng ván cược này của Mã Khả Phong. Tại sao? Thiên Việt Bân không thể nào hiểu được, rời Giang Thành thì sao hoàn thành ván cược được? phải biết rằng tất cả cổ đông sáng lập tập đoàn cự phong đều sống tại Giang Thành. Nhưng Mã Bách Điền lại chẳng có nửa điểm hoài nghi, lập tức nghe theo. Vâng, anh Huỳnh. Quay về Minh Châu, hai người không thiếu việc để làm, hai người phái người đi theo dõi sát sao Mã Khả Phong một ngày 24 giờ, không rời nửa bước. Huỳnh nhân ra lệnh. Hơn nữa, nếu có thể thì ra tay tiến hành quấy rối tóm lại khiến cho Mã Khả Phong cảm thấy khó chịu là được. Chỉ cần hai người làm được hai chuyện này, tôi sẽ không bị đánh bại. Thiên Việt Bân và Mã Bách Điền nhìn nhau, tuy không hiểu phương pháp này là gì, nhưng nếu anh Huỳnh đã ra lệnh, nhất định anh đã có suy tính của riêng mình. Vâng. 9 giờ đêm, Huỳnh Nhân về đến Minh Châu, lúc này Liễu Phi Tuyết đã về đến nhà, tiểu Như vẫn chưa đi ngủ. "Vợ à, anh về rồi." Huỳnh Nhân đang định hét lên thì ánh mắt anh nheo lại, bị một đôi giày cao gót màu đỏ vứt lung tung ở cửa thu hút hai chiếc giày cao gót, một chiếc bị đổ xuống, một chiếc khác cũng nằm trơ trọi trên nền đất. Hơn nữa khoảng cách của hai chiếc giày rất xa nhau. Huỳnh Nhân đánh ánh mắt về phía phòng khách, phát hiện trên ghế sofa có những nếp gấp sâu, rõ ràng là đã có ai đó lăn qua lăn lại với bộ dạng rất khó coi. Trong đầu Huỳnh Nhân không khỏi hiện lên hình ảnh, chủ nhân đôi giày này hẳn là vui vẻ vừa đi vào nhà vừa dùng chân đá giày ra, vì thế nên đôi giày cao gót đáng thương mới bị đá văng đi một đoạn, sau đó lại đi đến phòng khách nặng nề thả người xuống chiếc sofa mềm mại, dựa vào độ đàn hồi của ghế mà lăn qua lăn lại. Nghĩ vậy, Huỳnh Nhân sừng sốt một chút, đây là dạng phụ nữ gì vậy? Nhưng anh đã tìm kiếm khắp căn phòng cũng không tìm thấy chủ nhân đôi giày, thậm chí chẳng thấy bóng dáng của Liễu Phi Tuyết và Tiểu Như. Mở điện thoại ra, không có tin nhắn trả lời từ Liễu Phi Tuyết, Huỳnh Nhân lập tức nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là Liễu Phi Tuyết đã xảy ra chuyện. Xoạt! cuối cùng mở ra cửa phòng tắm, Huỳnh Nhân đối diện với một đôi mắt sáng ngời vô cùng quyến rũ. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều ngẩn ra. Một sự mơ hồ bao trùm lên bầu không khí. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo hai dây gợi cảm đang ngồi trên bồn cầu, trên môi dưới có một nốt ruồi son càng khiến cô ta trông trưởng thành hơn. Đối với sự xâm nhập của Huỳnh Nhân, người phụ nữ đương nhiên có hơi bất ngờ, cô ta còn không để ý thấy dây áo bên vai trái đang rũ xuống. Một giây sau, sắc mặt của huỳnh nhân và người phụ nữ đều thay đổi huỳnh nhân vội vàng lùi về sau mặt đỏ bừng quay lưng lại thật xin lỗi tôi không cố ý bất kể người phụ nữ này là ai anh là người đột nhiên xông vào khi người ta đang đi vệ sinh thì mình chính là người sai tôi biết anh không cố ý đôi mắt đẹp của người phụ nữ nhìn chằm chằm huỳnh nhân giống như lang sói cười khúc khích cô là ai vợ và con gái tôi đâu Huỳnh Nhân bị nhìn chằm chằm cảm thấy cả người khó chịu, hơn nữa, anh nhận ra cả nhà chỉ có hai người bọn họ. Bọn họ à, tiểu như đòi đi xem phim, nên tôi đã mua lấy hai vé, để cháu gái lớn đưa con bé đi rồi. Người phụ nữ vẫn ngồi yên trên bồn cầu, thờ ơn nói. Huỳnh Nhân có thể nhìn ra được người phụ nữ này không có nói dối, trong lòng đang lo lắng cũng dần bình tĩnh lại. Đột nhiên, anh cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì, cẩn thận nhớ lại lời người phụ nữ này vừa nói, hai mắt lập tức mở to. Cô nói ai là cháu gái? Trong lòng huỳnh nhân vốn đã có đáp án nhưng vẫn hỏi lại, tim đập kịch liệt. Người phụ nữ sửng sốt, sau đó cười khúc khích. Cậu đúng là buồn cười, gia đình này chỉ có một người phụ nữ đã trưởng thành, cậu nghĩ tôi đang nói đến ai? Người phụ nữ vừa nói xong, huỳnh nhân liền xác nhận được những suy nghĩ trong lòng, biểu cảm khiếp sợ, anh thốt lên. Cô là gì của Phi Tuyết? chương 295, người gì nguy hiểm? Nhìn người gì trẻ tuổi xinh đẹp đến quá đáng này, Huỳnh Nhân lại phải cảm thán thêm lần nữa về gen của gia tộc Liễu Phi Tuyết. Tôi là Liễu Yến Vân, gì của Liễu Phi Tuyết, nhưng tôi cũng không ngại cậu gọi tôi là gì đâu. Liễu Yến Vân có vẻ hứng thú nói. Huỳnh Nhân không đáp lại, anh vẫn đắm chìm trong thân phận của Liễu Yến Vân. Anh đã biết được tình huống gia đình của Liễu Phi Tuyết, nói cách khác, người phụ nữ này, cô ấy là em gái của đệ nhất mỹ nhân Yên Lăng. Chỉ thân phận này đã đủ khiến cho thân phận của cô ấy có nét truyền kỳ. Chào gì? Xuất phát từ sự lễ phép, Huỳnh Nhân vẫn chào hỏi bình thường. Liêu Yến Vân vừa lòng gật đầu, trong mắt tràn ngập nét tự ái của người mẹ. Trước kia tôi còn lo lắng con bé phi tuyết kia không tìm được bạn trai, bây giờ tôi không lo lắng nữa rồi, ngay cả tôi cũng cảm thấy hâm mộ may mắn của cậu. Cậu không chỉ có người vợ xinh đẹp như hoa, thước tha mỹ miều, mà còn có thêm một người gì càng xinh đẹp như hoa, thước tha mỹ miều hơn. Ngoặc kép ngoặc kép, Huỳnh Nhân nở một nụ cười ngại ngùng mà không mất lễ phép, tự động làm lơ sự tự luyến của người gì này. Liêu Yến Vân cũng không ngại, lập tức ngồi xuống trước mặt Huỳnh Nhân. Nếu cậu đã biết tôi là ai, như vậy chắc cậu cũng đoán được vì sao tôi lại đến Minh Châu. Vì tôi mà đến, đôi mắt Huỳnh Nhân hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng lạnh. Liễu Yến Vân cười gật đầu. Thông minh, vậy lập trường của cô là gì? Huỳnh Nhân nhìn chằm chằm vào Liễu Yến Vân. Tuy rằng người gì này rất xinh đẹp, nhưng cũng không thể chối bỏ một sự thật, cô ấy đến từ nhà họ Liễu ở Yên Lăng. Đã xuất hiện một người anh họ của Liễu Phi Tuyết cản trở anh và Liễu Phi Tuyết ở bên nhau, ai có thể bảo đảm người gì này có làm gì bất lợi với vợ con của hắn không? Cậu đang nghi ngờ tôi. Giọng điệu của Liễu Yến Vân có chút ngạc nhiên, nhưng đôi mắt cô ấy không nhìn về phía huỳnh nhân mà nhìn vào một chiếc gương nhỏ cầm tay để dặm lại lớp trang điểm đôi môi của cô ấy được thoa bằng sắc son tươi đẹp giống như có từng viên kim cương vụn được khảm ở trên đó cô ấy còn hay chu miệng lên xoay trái xoay phải để ngắm rất vừa lòng với khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở trong gương kia cậu thông minh như vậy hay đoán thử xem lập trường của tôi là gì đi cô ấy thuận miệng trả lời còn cẩn thận mà sơn móng tay Đợi một lúc lâu rồi nhận được đáp án như vậy, vẻ mặt của Huỳnh Nhân lập tức trở nên lạnh lùng. Để cho tôi đoán, chắc chắn tôi sẽ đoán theo hướng kẻ thù, thà giết nhầm hàng nghìn cũng không thể bỏ sót một cái. Thật hung dữ. Vẻ mặt Liễu Yến Vân hài hước, che miệng cười duyên, vươn một ngón tay ngọc ngà trắng nõn ra. Cậu không cảm thấy kỳ lạ à? Một bộ phim điện ảnh một tiếng rưỡi đến hai tiếng, vậy mà đến giờ mấy người đó còn chưa trở về, hay xảy ra chuyện gì rồi? Soạt, Giây tiếp theo, ánh mắt huỳnh nhân chợt lạnh lùng, bước vào đến chỗ Liễu Yến Vân, giơ tay định bóp cổ của cô ta. Nhưng Liễu Yến Vân lại thuận thế thân mình tránh về bên trái, lăn lòng lóc vào trong bồn tắm, còn tiện ôm lấy cổ của huỳnh nhân. Vì thế, nửa người trên của huỳnh nhân bị cô ấy mang vào bồn tắm, may mà do anh nhanh nhẹn, hai tay phản xạ có điều kiện chống ở hai bên bồn tắm, lúc này mới không xấu hổ vì ngã lên người Liễu Yến Vân. Hành động này hoàn toàn làm huỳnh nhân sợ ngây người, nhìn Liễu Yến Vân bị trống dưới thân mình, đầu óc trống rỗng. Lạc Yến Vân lại vươn một ngón tay, thành thạo năng cầm huỳnh nhân lên. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không nghi ngờ người lớn trong nhà, hơn nữa, tôi là gì, không phải người lạ. Ngoặc kép ngoặc kép, huỳnh nhân giật mình nhìn Liễu Yến Vân, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lạch cạch, đúng lúc này, cửa mở, sau đó truyền đến giọng nói của Liễu Phi Tuyết. Huỳnh nhân, anh về chưa? Liễu Yến Vân lập tức ngẩng đầu. Cậu định nằm trên người tôi bao lâu? Phi tuyết đã về rồi đấy. Vẻ mặt huỳnh nhân không biết làm sao, ý thức được vừa rồi chính mình hiểu lầm, vội vàng đứng dậy nói. Xin lỗi. Nói xong từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, đi đến trước mặt liễu phi tuyết. Phi tuyết, hai người đi đâu vậy? Biểu cảm liễu phi tuyết hơi mang ý xin lỗi. Em xin lỗi, tiểu như muốn xem phim điện ảnh, nên em cùng con bé đi xem hai bộ phim liền. Nghe vậy, trong lòng Huỳnh Nhân nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Liễu Yến Vân cũng đi ra từ trong phòng vệ sinh, đang định chào hỏi, nhưng Liễu Phi Tuyết lại không thèm nhìn một cái, ôm Tiểu Như lên tầng, ngay cả cơ hội gần gũi với Tiểu Như cũng không cho. Huỳnh Nhân ở một bên xem rõ ràng, phát hiện sự lạnh nhạt tỏa ra từ tận xương cốt của Liễu Phi Tuyết, bởi vậy có thể thấy được, cô xa cách gia tộc từ trong thâm tâm. Liễu Yến Vân cũng không ngại, chỉ nhún vai với Huỳnh Nhân. Quen rồi, nói xong lại châm một điếu thuốc lá dành cho nữ, còn nhả ra một vòng khói thuốc xinh đẹp. Nhà tôi không thể hút thuốc, Huỳnh Nhân nhắc nhở nói. Yên tâm, tôi không ngốc, nhìn thấy người muốn gặp, nói xong lời muốn nói, tôi sẽ tự đi. Người phụ nữ hút thuốc càng thêm bí ẩn, dưới vành mắt lượn lờ, khuôn mặt chấp sáng của Liễu Yến Vân càng trở nên ma mị. Mẹ của cô ấy đâu? Huỳnh Nhân đột nhiên hỏi. Thuốc lá trên tay Liễu Yến Vân hơi tạm dừng một chút, thoáng im lặng trên mặt lại hiện lên nụ cười như trước. Nếu cậu ở Yên Lăng, chỉ bằng câu vừa rồi cũng đủ để cậu bị bắt lại. Tại sao, huynh Nhân cười, không thèm để ý. Bởi vì có một số người không thể gọi thẳng tên. Liễu Yến Vân Thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Chị của tôi đã rời Yên Lăng hơn 20 năm, phi tuyết hận ba của nó, cũng hận mẹ của nó hơn 20 năm không nhìn con bé lấy một lần. Cô hận cô ấy. Tại sao tôi phải hận con bé? liêu yến vân bị huỳnh nhân chọc cười khanh khách không ngừng phi tuyết chỉ là cháu gái tôi cũng không phải con gái tôi lại nói chị của tôi là một tấm gương tốt khiến tôi kiên định không kết hôn tôi là người theo chủ nghĩa là không kết hôn vậy cô đang đáng thương cô ấy huỳnh nhân vẫn đang cười ngoặc kép ngoặc kép trong chớp mắt ánh mắt liêu yến vân hiện lên vẻ chán ghét chuẩn xác mà nói là chán ghét nụ cười như hiểu thấu tất cả trên mặt anh không tính là trào phúng, thương hại lại không đúng, tóm lại khiến cô ấy cảm thấy rất chán ghét. Chuyện kết hôn của cậu và Phi Tuyết đã truyền khắp yên lăng, mọi người đều đang nói cậu là cóc ghẻ ăn được thịt thiên Nga, bây giờ nhìn thấy, tôi cảm giác cậu cũng không vô dụng như những gì người ta đồn. Bộ dáng của Liễu Yến Vân như suy tư gì đó. Giống như, giống như, giống như Liễu Nhược Ngu thứ hai. Huỳnh Nhân rất nhanh tiếp lời cô ta. Đúng, chính là Liễu Nhược Ngu thứ hai đôi mắt liêu yến vân lóe lên ánh sáng rồi biến mất sau đó lại quay về vẻ bình tĩnh biểu cảm vô cùng nghiêm túc tôi chỉ muốn thay chị ấy bồi thường cho con bé trong lòng huỳnh nhân thở dài tám chữ ngắn ngủn lại xuất hiện hai người phụ nữ đều là người đó chỉ là độ tuổi khác nhau hai người đó giống nhau đến vậy đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành đều có sự nghiệp thành công một người thì chồng con ly tán ảm đạm xuống đài một người gặp anh hạnh phúc cả đời nhưng tôi không phải ông ta, cũng không muốn trở thành ông ta. Huỳnh Nhân lắc đầu, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Ít nhất, tôi sẽ không làm cô ấy đau lòng khổ sở. Liễu Yến Vân phức tạp nhìn Huỳnh Nhân. Cậu nghĩ như vậy, nhưng anh ấy lại cho rằng cậu quá giống anh ấy, một người không thích người khác giống mình. Anh ấy đã nhẫn nại cậu tới cực hạn, là tôi, giúp cậu chặn lại một đợt bão táp. Liễu Yến Vân nghiêm mặt nói. Ánh mắt Huỳnh Nhân sắc bén, trở nên lạnh lùng, Vốn dĩ, vào lúc cậu và cháu tôi bị sát thủ ám sát, anh ấy đã muốn đi tìm cậu rồi. Liễu Yến Vân tiếp tục nói. Anh ấy không truy cứu trách nhiệm của bất cứ ai, chỉ theo dõi cậu. Tại sao lại là tôi? Huỳnh Nhân trầm giọng hỏi, không biết vì sao, trong lòng anh tràn ra sự tức giận. Liễu Yến Vân nhìn anh một cái thật sâu, giọng điệu sâu kín nói. Bởi vì ở trong mắt anh ấy, cậu chính là phần tử nguy hiểm audio điện tử võ tấn bền hết chương 295